Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi qua đây có rất nhiều rau cải dại các bạn ạ. Nhưng mà mình ăn được các bạn, nó hơi đắng một chút nhưng mà mình sẽ chế biến một cái món cực kỳ ngon. Các bạn cũng đi mình để xem cái rau dại bên Nhật Bản nó nhiều thế nào và nó ăn được ngon như thế nào các bạn nhé. Đi mình nhé. Ở những cái bờ sông ấy, vào đến đầu tháng 4 ấy, là bắt đầu có rất nhiều rau cải nó mọc lên các bạn ạ. Đây là rau cải vàng ấy các bạn, rất là ngon. Mình đã ăn rất là nhiều lần rồi và hôm nay đợi đến hôm cũng có người Việt Nam, không phải người Việt Nam mà không biết ai đã hái rồi các bạn ạ. Đây này, người ta cũng biết ăn đấy các bạn ạ, không phải không đơn giản đâu. Các bạn cố gắng chọn những cái ngọn to ấy và ngon ấy, các bạn lấy ăn các bạn nhé. Bây giờ mình hái một ít về để xào với lại thịt gà các bạn ạ. Các bạn cứ chọn cái xuống dưới kia thì ngọn nó to hơn các bạn. Các bạn này, các bạn nhớ chọn cái ngọn non đấy các bạn nhé. Đừng chọn ngọn già nó khó ăn. Ở đây không vi phạm pháp các bạn nhé. Đây là nó mọc hoang ở ngoài bờ sông, nước nó lớn lên thì nó cũng bay thôi, nó cũng trôi thôi. Nhưng mà vào đến tháng 4 thì nước cạn cạn nó lại mọc lên các bạn. Mình hôm nay hái đủ ăn không? Bữa hôm nay các bạn mình cũng không hái nhiều, để cho người khác hái nữa các bạn. Đấy, các bạn cố gắng chọn những cái ngọn non ấy, rất là nhiều các bạn nha, bạt ngàn luôn. Đấy. Mình sẽ chế biến một cái món cực kỳ ngon cho các bạn. Đây. Ở đây là vùng Kyoto các bạn nhé, vùng thành phố, giữa trung tâm thành phố. Đây kia là có ông cụ đang câu cá, bất cụ câu con gì chưa. Ở cái sông này rất là nhiều ba các bạn. Đây có cái ngọn rau mập của các bạn này, nó đắng đấy các bạn. Mình phải chế biến cách chế biến cơ. Các bạn có đi hái thì là đừng hái ở sát bờ đường các bạn nhé, nó không được sạch ấy. Các bạn cứ chọn cái chỗ mà nó xa xa ra tí, để đi xuống một tí các bạn nhé, để chọn những cái ngọn to ấy. Đây. Cũng có người vừa hái xong các bạn ạ, đây cái nước nó vừa chảy ra các bạn ạ, vừa có người đi qua đây hái, không biết là người Việt Nam mình hay là người Nhật Bản thì chả biết nữa. Nhật Bản ăn đấy nhá các bạn nhá, không phải ăn đâu. Đấy, các bạn cứ chọn cái ngọn to mà nhặt các bạn, non đấy. Ở cái vùng mình ở giữa trung tâm thành phố Kyoto các bạn, nên là cái những cái rau dại hay là những cái rau mọc hoang này rất là ít các bạn. Ở những cái vùng nông thôn ở dưới như Gifu ngày xưa mình ở thì là nó có nhiều lắm, giống như kiểu là củ cải hoặc là mọi thứ rau khác nữa. Vậy là mình đã hái đủ cho bữa trưa ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ về, mình sẽ xào với thịt gà các bạn nhé. Các bạn đi mình để xem chế biến làm sao nó khỏi bị đắng các bạn ạ. Nếu mà các bạn trực tiếp ăn này nó rất là đắng, khó ăn. Các bạn cùng với mình để mà về xem mình chế biến như nào, các bạn đi với mình nhá. Ở ngoài phía bờ sông phía xa xa kia còn rất nhiều các bạn ạ, nhiều kinh khủng luôn ấy.
Các bạn nào mà thích ăn ấy thì là ra đây mà hái là đỡ phải mua rau các bạn ạ. Rau bên chỗ vùng Kyoto này nó cũng có chút mắc mắc, tức là so với vùng nông thôn. Ở đây ở bên Nhật Bản này gọi chung là mình mà biết cách sinh tồn ấy thì nó đơn giản lắm các bạn. Rau như rất là sẵn này, cá cũng rất là nhiều này các bạn. Chim các cái thì là bị cấm các bạn nhé, chim trời là bị cấm, mình không được bắt đâu các bạn, bắt là đi tù đấy. Còn là rau dại đừng vào vườn nhà người ta hái là được. Còn rau hoang rất là nhiều, củ cải có những cái bờ sông củ cải mọc rất là nhiều. Ở cái vùng này là vùng thành phố nên là nó hiếm các bạn, nó hiếm những cái rau dại. Các bạn yên tâm đi, không phải gì cả. Nó không phải là rau dại như trên rừng hay là gì, đây là cái rau cải các bạn nhé. Bây giờ mình đi về các bạn nhé. Bây giờ mình đã về đến nhà rồi, bây giờ mình rửa rau các bạn nhé. Mình rửa rau để có nhớ ra cái ngoài sông ấy có con gì nó bò vào ấy, an toàn. Bây giờ mình đổ nước vào để mà lột qua cái rau này đi các bạn nhá. Rau này nó có vị đắng nên là những người nào mà không ăn được đắng ấy thì là mình phải lột qua lên. Bây giờ mình xái thịt gà các bạn nhé. Thịt gà đây là cái thịt bọc với lại thịt này của nó, không phải thịt bất cứ các bạn nhé. Các bạn xái to hay là nhỏ tùy các bạn, theo sở thích của các bạn nhé. Sôi khoảng tầm 5 đến 10 phút các bạn ạ. Thì các bạn vớt ra các bạn nhé.
Bây giờ các bạn xào thịt gà các bạn nhé. Các bạn cho bếp nóng lên các bạn xào. Cho mình thì các bạn không nên cho dầu ăn vào các bạn nhé, nó sẽ rất là ngậy, khó ăn. Khi mà nó xém xém rồi các bạn cho ít nước các bạn nhé, khỏi cháy các bạn nhé.
Sau khoảng tầm 20 phút thì mình đã nấu ăn xong rồi các bạn ạ. Đây là một cái đĩa rau dại quả Nhật Bản và thứ hai nữa là thịt gà các bạn nhé. Mình đã xào nên rất là thơm ngon, ngon lắm các bạn. Bây giờ mình ăn với cơm các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn ăn cơm cùng với mình nha, rất là ngon. Ăn đậu đắng này mới ngon các bạn. Ngon lắm. Mình luộc qua đây rồi mình đổ nước qua đi thì nó không đắng các bạn ạ. Các bạn để nguyên vẫn đắng lắm. Rất là ngon. Giống như gọi là mình ăn măng đắng các bạn. Mình ăn nhiều măng hơn ăn thịt. Ăn ngon đó các bạn. Các bạn à, sống ở vùng nông thôn của Nhật Bản hay nào những cái ven con sông các bạn có rất nhiều rau cải đắng này, các bạn hái về các bạn xào với lại gan hay là lòng quả thịt gà hay là thịt gà không đúng các bạn, rất là ngon các bạn. Các bạn làm thử đi, xào đúng phương pháp như mình ấy, gừng có gừng này, tỏi này, hành này, các bạn phi lên và cho một chút tí tương nữa các bạn nhé, cho nó thơm ngon lắm các bạn. Thời gian gần đây á thì bên Nhật Bản giờ lạm phát rất là lớn các bạn, lạm phát cao lắm. Bây giờ cái tiền ga của mình tháng 12 của mình mới có 8 sen, sang tháng 1 và tháng 2 của mình ấy, nên 2 mang các bạn, một tháng 2 mang, tức là tăng gấp đôi luôn các bạn. Không thể cái trụ được hay không ấy, thì là tùy, nhưng mà mình cái chi phí của mình nó tăng lên và lương vẫn như thế các bạn ạ. Bây giờ mọi người ở bên Nhật Bản bây giờ đang là kêu rất là nhiều, kêu ai nào cũng thấy kêu các bạn ạ. Bây giờ cái Nhật Bản bây giờ người ta tăng một chút lạm phát lên để kích cầu kinh tế các bạn ạ. Bởi vì Nhật Bản cái năm tức là trước đó thì Nhật Bản lạm phát của nó bằng zero, tức bằng không các bạn. Bây giờ để kích cầu kinh tế, vì Nhật Bản là một đất nước xuất khẩu các bạn, để kích cầu kinh tế là người ta muốn tăng cái lạm phát lên một chút các bạn. Nên là người ta duy trì, các bạn thấy đâu thấy đồng yên, các bạn thấy đồng yên nó thấp lúc nào 1.70 với 1.69 các bạn, nó diễn ra khoảng tầm hơn một năm nay rồi các bạn. Tại sao Nhật Bản lại duy trì nó như thế? Bởi vì Nhật Bản là nước xuất khẩu nên là nó duy trì như vậy để nó phát triển kinh tế các bạn, để cứu kéo những cái công ty to như là Toyota hay là Kyansu đấy, Soli hay là Hitachi các bạn, nó là những công ty xuất khẩu rất là lớn trên thế giới các bạn. Nó là con chim đầu đàn của Nhật Bản nên là người ta đã buộc phải làm như vậy, duy trì để mà phát triển kinh tế Nhật Bản, nên người ta khôn đó các bạn. Qua video của mình đây, mình cũng chia sẻ các bạn là các bạn biết được cuộc sống ở bên Nhật Bản bây giờ, tình hình bây giờ một chút khó khăn các bạn nhé. Mình chia sẻ các bạn vậy để các bạn biết. Bây giờ mình ăn cơm tiếp thôi các bạn ạ. Cơm rau ngon quá, thật sự đây là rau dại thôi nhưng mà rất là ngon. Thích ăn rau hơn là ăn thịt gà các bạn ạ. Bạn nào thích uống bia, làm món bia các bạn ạ. Bia giờ đắt lắm ấy, bia rượu giờ đắt lắm. Các bạn cố gắng tiết kiệm để gửi tiền về cho gia đình các bạn nhé. Đi lao động xuất khẩu vất vả vậy đấy, nó nhiều cái nó bị chi phối các bạn, gia đình, tiền bạc rồi là cuộc sống bên này nữa. Video của mình đến đây mình xin tạm dừng. Các bạn ủng hộ kênh của mình với nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha, để mình ra video tiếp theo. Bye bye.